Không biết là hôm nay là ngày 11 tháng 11 mà sinh vào ngày 11 tháng 11 thì nghe như anh Song Minh nói là ngày quốc tế độc thân. Chết thôi. Đáng biết thế thì cứ ở vậy cho nó xong. Thế thôi, chúng ta đi vào câu chuyện, chúng ta trò chuyện với nhau. Chúc cô chú chị và các bạn cuối tuần vui vẻ. Vừa qua thì sau khi mà lên tòa thì có những cô chú anh chị và các bạn nói về cái câu chuyện tranh chấp gia tài gia đình nhà móm như thế này. Có một anh xe ôm, có một chú xe ôm đó ở tòa đi qua thôi, mình gặp thôi. Chú ấy bảo là cái vụ này thì không có gì cả đâu, tôi nghĩ là tranh chấp không được rồi, bây giờ nó muốn gây khó dễ cho con móm để nó kiếm ít đồng đấy mà. Bây giờ xấu hổ cái mồm rồi, không dám mở mồm ra nữa rồi thì cứ đưa đơn để kiện để thế này thế kia, rồi muốn ăn một ít từ con móm, ăn vài tỷ hay là vài trăm triệu từ con móm là nó câm ngay đấy. Cái quan điểm của các chú ấy rất là bực vì mẹ con cô cháu gái, nhưng mà người ta nói như vậy thì đấy là cái quan điểm của rất nhiều người trên mạng xã hội. Nói chung là cái quan điểm của mỗi người là khác nhau. Chúng ta thì cũng chỉ có nhìn vào câu chuyện này để chúng ta dựa vào một góc độ nào đó để chúng ta phân tích thôi. Thì cô chú chị và các bạn biết rồi, khi mà xảy ra một cái vụ tranh chấp, tòa án sẽ cho chúng ta giải quyết bằng cái vấn đề hòa giải, đó là tranh chấp dân sự. Sau 3 lần hòa giải theo quy định của pháp luật thì có 3 lần hòa giải tùy theo mỗi lần, và nếu như hòa giải không được thì sẽ tiến hành xét xử. Nhưng mà nói đến đây thì chúng ta mới nhớ đến, và bản thân Etam Vlog mới nhớ đến là khi mà anh kia anh ấy nói đến là cái vấn đề là làm tiền ấy, giống như là ám chỉ là cái việc làm tiền Hồng Loan ấy. Nhưng mà mình nghĩ ở đây thì cô ấy thì có ở trường hợp nào? Thứ nhất, hàng thừa kế thứ nhất thì không phải, hàng thừa kế thứ hai thì lại càng không. Và đặc biệt là như kiểu là bây giờ được gỡ thể diện danh dự cho nên là phải nộp nhiều đơn gây khó dễ trong một thời gian đấy. Đó. Thường thường như chúng ta hay nói với nhau đó là gỡ thể diện và cho đỡ xấu hổ cái mặt đấy, đỡ xấu hổ cho nên là phải gây khó dễ, biết đâu là đến một ngày nào đó con bé móm kia nó sẽ cho 2-3 tỷ, cho 5-3 tỷ. Nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ thì một cách cũng không có nữa rồi, bởi vì những người bên đó không có tư cách gì để kiện Hồng Loan đấy. Không có cái tư cách gì để kiện Hồng Loan, và cũng chẳng có cái tư cách gì để bảo con móm nó phải cho tiền, bởi lúc đầu nó bảo là để nó bán được đất, hoặc là khi nào nó có tiền thì nó cho hỗ trợ cho một ít thì được. Nhưng mà đây là cái lối sống theo cái kiểu cách văn hóa thôi. Ở dưới đó ở lâu với nhau thì thôi thì sau này chuyển ra thì hỗ trợ cho một ít, chứ còn danh chính ngôn thuận thì chả có cái gì mà phải cho cả. Tôi là móm thì tôi chả phải cho cái gì cả. Đúng không ạ? Chẳng qua là ở nhà lâu với nhau rồi có tình có nghĩa. Nhưng mà một bên thì có tình có nghĩa, còn một bên thì cạn tàu giáo máng. Cho nên cái cách mà ở đây nữa là một cái cách chơi rất là đê hèn. Vừa rồi thì tôi thấy là có một vài kênh YouTube bị cô cháu gái này đánh hình ảnh, và những anh chị em thạo tin họ nói rằng là bây giờ đi kiện để làm gì, đi kiện để lấy cái tiền bồi thường mỗi vụ là được khoảng 30 triệu 40 triệu đấy. Ôi trời ơi, kiện như giống như là kiện Thủy Lê kìa, giống như kiện Thủy Lê kìa. Đó, lên nó chửi, nó hắt, nó xối xả cho vào mặt đấy, mà lại còn cãi tay đôi ở công an, nó cũng làm được cái gì chưa đó. Bây giờ mình là một người nổi tiếng, mình là một người nổi tiếng thì người ta có quyền lấy ra bàn luận, người ta không xúc phạm chửi cha chửi mẹ mình thì thôi, đúng không ạ? Mình đi chơi cái trò đó thì nó rất là dơ, cho nên là trong cái câu chuyện như thế này thì mình cũng chỉ tham khảo với cô chú anh chị và các bạn thôi. Cái việc làm tiền Hồng Loan có hay không thì cái câu chuyện đó chúng ta để cho pháp luật, đúng không ạ? Thế còn những cái lần hòa giải để có thể có những cái bước đi, có những cái hướng giải quyết thì nó đã qua rồi, không còn cơ hội nữa. Cho nên là nếu nói về những cái số tiền mà Hồng Loan sẽ hỗ trợ này nọ kia thì Etam Vlog nghĩ là không có cái gì nữa cả. Cho nên là bên đó là bớt ảo tưởng, bớt hy vọng đi. Bớt ảo tưởng, bớt hy vọng cho đời nó đỡ bớt khổ, cho đời nó bớt nhục, nó là như vậy ha. Còn chúng ta chia sẻ với nhau vấn đề để chúng ta nhìn thấy cái góc độ con người nó lưu manh hay là giả dối, trơ trẽn như thế nào thì chúng ta đã thấy. Và với cái bài của chị Lộc Vườn Cây em thấy rất là hay như thế này. Chị ấy viết một cái bài như thế này: mình thống kê những vấn đề đặt ra và các câu trả lời để giúp các bạn hiểu hơn. Các vấn đề được nêu ra liên quan đến drama, nói chung là nó là liên quan đến vụ án luôn.
Ở đây thì chúng ta sẽ trả lời cùng nhau, nếu câu hỏi nào chúng ta sẽ trả lời cùng nhau, câu trả lời nào được thì Tăng Vlog cũng sẽ trả lời cùng với cô chú chị và bạn luôn nha. Một là hồ sơ khai sinh thừa kế di sản có cần giấy xác nhận con nuôi không. Cái này nó liên quan đến cái vấn đề mà chúng ta đang theo dõi trong cái drama này đó. Trước năm 2010, luật con nuôi 2010, thời điểm Hồng Loan được chú Vũ Linh nhận làm con nuôi về thủ tục 1992 thì theo quy định tại điều 37 luật HNGD đó, hôn nhân và gia đình đó, 1986 thì thủ tục nhận nuôi con nuôi được công nhận bởi Ủy ban nhân dân cấp xã ghi nhận vào sổ bộ. À, cái này là sổ bộ có rồi. Đấy, không cần câu trả lời nha cô cháu gái. Và bán tàn phá hại. Thứ hai là hồ sơ khai nhận di sản thừa kế có cần ghi con nuôi con ruột ra hay không? Không, vì tính nhân văn bảo vệ bí mật đời tư, trẻ em được nhận nuôi và cha mẹ nuôi muốn giấu chữ nuôi không ghi trong khai sinh. Người con nuôi có thể không bao giờ biết mình là con nuôi. Giấy khai sinh là giấy tờ căn bản chứng minh quan hệ cha con đủ để căn cứ hợp pháp làm thủ tục. Những cái này Hồng Loan đều có đủ hết nha. Thứ ba là Hồng Loan biết mình là con nuôi mà vẫn lên mộ nói dối cộng đồng mạng. Không, giấy khai sinh không có chữ con nuôi nên không biết, trích lục giấy khai sinh cũng không có. Khi có trát tòa, trích lục của sổ bộ mới hay biết có chữ con nuôi trong sổ bộ đó. Và một điều này nữa mình cảm thấy nó rất là bình thường thôi, cố nghệ sĩ Vũ Linh luôn nói với Hồng Loan con là con ruột thế thôi đó, con là con của bà. Thứ tư, tại sao Hồng Loan không phải làm thủ tục nhận con nuôi lại theo luật 2010? Luật 2010 áp dụng từ 2011, chú Vũ Linh làm thủ tục nhận con nuôi từ năm 92, đã hợp lệ thì không phải đi đăng ký lại lần nữa đó cô. Cái đám kia thì nghe rõ nha. Luật 2010 không bắt buộc các trường hợp đã đăng ký luật lệ đi đăng ký lại. Điều 50 là cho phép những gia đình chưa đăng ký thì đăng ký lại cho hợp pháp. Thứ năm là giấy khai sinh của Hồng Loan là hợp pháp hay giả mạo. Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận đã 3 lần xác nhận giấy khai sinh của Hồng Loan là hợp pháp, được trích lục hợp pháp. Đó, toàn là ok thôi. Thứ sáu, hồ sơ bộ giấy tờ giấy đi khai nhận con nuôi của chú Vũ Linh bị thất lạc à? Khi đi làm đăng ký, thông tin về việc khai sinh nhận nuôi con nuôi sẽ được ghi vào sổ bộ con nuôi. Sổ bộ khai sinh gồm có tên cha, tên con, địa chỉ quê. Sổ bộ này lưu trữ vĩnh viễn và là nguồn dữ liệu gốc để xác định nhân thân một là công dân Việt Nam cả đời. Trong vòng 10 năm kể từ năm công việc kết thúc, ví dụ khóa sổ bộ hộ tịch hết thời gian 5 năm lưu trữ hồ sơ giấy khai sinh tại Ủy ban cấp quận, thì những bộ hồ sơ có giá trị bảo quản vĩnh viễn theo danh mục của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Có những hồ sơ không cần bảo quản vĩnh viễn sẽ được lưu trữ lịch sử. Từ sau 2015, thành phố Hồ Chí Minh đã số hóa dữ liệu hộ tịch, tạo cơ sở dữ liệu online dùng chung cho cá nhân, trích lục được sổ hộ tịch thì đồng nghĩa rằng hồ sơ này đã từng được đăng ký và vẫn được lưu trữ rất rõ ràng như vậy. Và đây nó cũng là một cái dữ liệu để chúng ta tham khảo rất là chắc chắn về những cái câu chuyện liên quan sau này chẳng may chúng ta có vướng mắc phải, cô chú anh chị và các bạn. Còn bộ hồ sơ giấy hồ sơ giấy quận sẽ đóng gói lại lưu trữ vĩnh viễn tại kho lưu trữ theo luật lưu trữ, vì theo thời gian không văn phòng ủy ban nhân dân nào chứa hết đủ mọi hồ sơ giấy tờ. Sau 32 năm nếu lưu trữ tại quận thì chắc các thủ tục hồ sơ cao đến nóc nhà, vì thế quận trả lời hồ sơ ở giấy gốc thủ tục đăng ký nhận nuôi có giấy tờ khai nhận nuôi chú Vũ Linh khai không còn lưu trữ tại quận sẽ xảy ra hai trường hợp: a, lưu trữ theo luật lưu trữ tại kho lưu trữ tập trung; b, đã thất lạc. Nhưng nếu là B cũng không lo, sổ bộ gốc còn là Hồng Loan hoàn toàn được nhà nước xác nhận tính nhân thân hợp pháp, cái đấy là rất là rõ ràng đó. Nên cái này nữa để chúng ta khỏi phải suy nghĩ, và trong cái này thì có lẽ là cô cháu gái cũng như là mẹ con cô cháu gái biết này, chữ ký trên giấy tờ khai nhận nuôi con nuôi của chú Vũ Linh là giả mạo. Đây mới là lời khai một chiều từ phía cô Sáu. Chưa xác minh, muốn xác minh giả mạo hay không cần phải có hồ sơ đăng ký khai gốc gốc của bản giấy đã nói ở mục 6 bên trên rồi đi giám định chữ ký. Hôm qua tòa đã từ chối việc giám định chữ ký nhưng đương sự có thể tự thu thập chữ ký, giám định chữ ký để bảo vệ luận điểm của mình để mang ra tòa nộp khi xử
tuy nhiên khó hiểu với logic giữa các đơn. Đơn nói không hiểu tại sao hồ sơ bị mất thất lạc, nhưng nếu đã nói hồ sơ bị mất thất lạc thì ra biết chữ ký giả mạo và lấy gì đi giám định chữ ký chấm chấm hỏi. Mình cũng không hiểu logic của bên kia. Bây giờ là kiếm đâu ra ông Vũ Linh ông về ông ký cho nữa. Thứ 8 là Hồng Loan mở mở màn tấn bi kịch gia đình này vì 20 tháng 5 lên mộ cha nói chuyện trước YouTube về chuyện gia đình. Không, Sáu biết cô Sáu đã nộp đơn kiện mình, phải nhớ như vậy nhé, đừng có cháo trở quá ha các anh các chị. Sau khi biết cô Sáu đã nộp đơn kiện mình ngày 3 tháng 5, trong đó bác mọi quyền thừa kế của Hồng Loan, không công nhận chú Vũ Linh có con là Hồng Loan và chuyện phúng điếu quyên góp xây mộ nhưng mãi chưa xong, chuyện BH Media HB tự ký mà không lên tiếng xác nhận, Hồng Loan mới quyết định ra trước công chúng nói rõ mọi việc vào ngày 20 tháng 5. Thứ 9 là tại sao cô Sáu nộp đơn ngày 3 tháng 5, vì cô Sáu có lẽ giận Hồng Loan đi làm thừa kế di sản mà không cho gia đình biết giấy tờ khai nhận di sản ngày 17 tháng 4 đã ra kết quả nên cô Sáu biết và quyết định kiện. 10. Hồng Loan lấy trộm giấy tờ trong két sắt để đi làm khai nhận thừa kế và tài sản. Đây là những cái chi tiết rất là hay này. Không, đó là nói sai. Sổ đỏ hộ khẩu của Vũ Linh giao cho Hồng Loan. Theo như Hồng Loan họp báo kể lại, các giấy tờ phụ còn lại trong tủ Hồng Loan lấy ra, nhưng căn cước công dân, các giấy tờ khác, phần còn lại là trích lục tại các cơ quan liên quan. Nhưng hành động lấy hồ sơ của cha mình mà không cho cô chú biết là hành động chính danh, hành động bình thường, được quyền làm của một cương vị của một người con. Nhưng tôi còn nói ở đây nữa là một người chủ nhà nữa, sau khi ba mình mất thì nghiễm nhiên đó là chủ nhà. Đó, thôi chia sẻ đến đây để chúng ta thấy rằng là trong cái câu chuyện mà chúng ta đang tham khảo thì nó có rất nhiều điều mà cô chú anh chị và các bạn cũng đã quan tâm và trò chuyện cùng với Etam Vlog. Giờ thì chúng ta cũng đã thấy, hy vọng là cô chú anh chị và các bạn cũng hãy cứ bình thường trong câu chuyện đó và hãy cố gắng trong tất cả mọi phương diện, mọi câu chuyện ha, để rồi chúng ta sẽ có những cái kết quả tốt đẹp. Đây là điều rất 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 mong cô chú anh chị và các bạn sẽ luôn giữ gìn và trân trọng nó. Cảm ơn tất cả quý vị, các cô chú chị và các bạn. Chúc mọi người sức khỏe, bình an. Cảm ơn tất cả mọi người.